các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu cũng như quý vị quan khách đã đến tham gia chương trình khai mạc hội chợ xuân huyện Hóc Môn năm 2021 tối đêm nay. Để mở đầu cho chương trình tối nay, xin trân trọng kính mời quý vị cùng đến với chương trình biểu diễn Lân Sư Rồng của đoàn Hải Nam Liên Hữu đến từ Trung tâm Thể dục Thể thao quận 5. Xin một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng. Thank you.
vừa đến với tiết mục Lân Sư Rồng Chúc Mừng Năm Mới đến từ đoàn Hải Nam Liên Hữu của Trung tâm Thể dục Thể thao quận 5.